38 năm gắn bó với cây hồng trên cao nguyên Lâm Viên, cô Đặng Thị Thu Vân, ngụ thành phố Đà Lạt cùng gần 10 công nhân đang tất bật vào vụ mùa tại vườn hồng và cơ sở làm hồng trổ gió. Cô chia sẻ năm 2012, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đã tài trợ cho cô cùng nhiều nông dân sang Nhật Bản để tập huấn nâng cao kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây hồng và chế biến quả hồng. Cũng từ đó, gia đình cô Vân và nhiều nông dân khác ở thành phố Đà Lạt chuyển sang làm hồng trổ gió, giúp cho loại đặc sản này mang hương vị vô cùng đặc biệt. Cô làm hồng sấy là 38 năm, nhưng mà cái hồng treo này cô làm được 10 năm kể từ ngày dự án diễn ra của chính phủ Nhật Bản ấy, tài trợ cho nông dân Đà Lạt, và cô làm ngay cái ngày đầu của dự án. Từ những trái hồng căng mọng còn bị chát, phải mất 30 ngày với nhiều công đoạn mới có thể thành phẩm. Từ làm sạch, gọt vỏ, khử trùng, trao hồng, massage cho hồng, những trái hồng vỏ sơ khô, ruột đặc quánh. Vị chát được thay bằng vị ngọt thanh, thơm nhẹ. Hồng trao Đà Lạt nay còn gọi là hồng trao gió. Hồng sấy gió Đà Lạt là sự kết hợp hoàn hảo từ những trái hồng Đà Lạt thơm ngon và công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, đã góp phần lưu giữ những ký ức đẹp đẽ trong lòng du khách khi đến với thành phố ngàn hoa. Mình mua hồng về, mình phải lựa cái nguồn gốc của trái hồng là hồng sạch. Mình mua về là mình gọt xong mình sấy vô trùng xong rồi mình đi treo 22 ngày. Mình hạ xuống rồi mình sấy tiệt trùng một lần nữa là thành phẩm. Nếu như trước đây, người dân trồng cây hồng thường để tự nhiên cho cây hồng cao vút dẫn đến cây không phát triển được tán và ít trái, thì nay, người trồng hồng áp dụng cách chăm sóc của người Nhật, cắt bỏ đọt, loại bỏ cành dại, cành không đạt giúp cây hồng tỏa tán, thấp cây. Không chỉ nâng cao sản lượng, cách trồng và chăm sóc này còn giúp cho nông dân giải thu hoạch và giữ cho trái hồng nguyên vẹn khi hái.